Chui mô ra thôi, đơn giản mà. It's so simple. Again này. Ooh. Ooh. Food. Eat. Not eat. Not a e. Teacher. Mm. No, no. Em này là âm, âm ơ nha em. Nó là chữ ơ đấy. Ơ mình viết ngược lại đó. Kéo dài. Độ mặt và cái lưỡi của mình nó sẽ cong và giật ra phía sau này. Ơ. Ơ. Bird. Ừ, em đọc dài nhưng mà chưa đủ mạnh lắm. Or tròn, cái âm này em thấy nó tròn không? Lớp mình thấy người ta vẽ tròn không? Cái âm này cái miệng các em phải tròn. Or or door. Ừ. Không phải a nhưng hơi hơi thêm a này. E e cat. Not good. Cứ để em đọc chưa tốt này. Mở miệng rộng ra. Đây rộng là vì chiều chiều thì em chiều cao này. R, R, far, far, ok. Giống như my father. Chứ không phải my father nhé. Không phải father, my father. Ok. Rồi âm này nhẹ nhàng, dễ này. O, thả lỏng, on, thank you. Rồi, âm sau đọc dễ rồi. Đó, thì đây là 9 âm đầu đầu tiên trong bản IPA. Đó, thì chúng ta tiếp tục ôn tập nha. Tú thì có một số âm em chưa nhận diện tốt lắm. Nên là em phải nhận diện được nó. Ra không cần đọc quá chuẩn, thế ngắn thì mình không thể đọc quá chuẩn được, nhưng mà ít nhất nó cũng phải tương đối 80-90% thì nó mới đúng cái phát âm của từ. Giờ cô chọn thêm một bạn nữa. Cô nhờ Lê Sơn Trà. Sơn Trà sẽ đọc cho cô những cái diphthongs, những cái nguyên âm đôi với cô. Cả lớp sẽ cùng bắt đầu với nguyên âm đôi đầu tiên nhé. Rồi em để ý nguyên âm đôi đầu tiên đó là sự kết hợp. A combination of two vowels, sự kết hợp giữa hai cái nguyên âm. Vậy thì cách đọc của mình sẽ là đọc cùng một thời điểm và âm trước, âm sau liên tục. Và các bạn nghe kỹ cho cô. Nhiều bạn đọc âm này là chữ ear thì tiếng Việt này không đúng. Nó gần giống chữ ear tiếng Việt nhưng bản chất nó hoàn toàn khác. Mình đọc là ear. Nó sẽ longer, longer than Vietnamese. Nó sẽ dài hơn so với tiếng Việt của mình. Không phải là ear nhưng tiếng Việt ear. E, phiên bản chậm sẽ là ear, là phiên bản chậm. Còn phiên bản nhanh hơn ear, ear, ear. Rồi, Sơn Trà, where are you? Sơn Trà đâu rồi? Bật mắt lên và đọc theo cô âm Dạ này. em nghe à cô. Rồi, Dạ. đọc cô âm đầu tiên, ear. Dạ. Ear. Here. Ear. Âm tiếp theo này. Phiên bản chậm là chữ e trước a, không phải là a, không phải là một cái là a liền giống Việt tiếng Việt mà là a. Khúc sau cái điểm khác biệt đó, nó sẽ ì nhẹ này. A. Em thấy cái gì ì nhẹ phía sau không? Rồi bây giờ xin chào đọc cho cô nha. A. Wait. Wait. Thank Wait. you. Tức là nó có điểm trùng xuống một xíu so với tiếng Việt của mình là a, wait là không đúng. Nếu mình đọc là a, wait là không đúng, phải là a, wait. Nó có điểm trùng một xíu ở đây. Ok. Like come in place, em cứ vô ha. Rồi từ tiếp theo của mình. Ur. Nếu mình đọc chậm là u ur, nhưng nó cần nhanh hơn một xíu. Em đọc theo cô ur ur again này. Ur Or tourist tourist again tourist. tourist Âm tiếp theo oi ý nhẹ một xíu nha. Oi oi boy. boy Em thấy điểm đa số người người Việt mình học tiếng Anh sai chỗ là nhiều bạn đọc boy. Boy boy là kiểu kiểu tiếng Việt thì là boy, nó sẽ giảm âm một xíu và trùng lại boy. Again boy. Boy. Rồi, vị trí đặt đặt âm tiếp theo là chữ ơ đúng không? Em đặt vị trí là ơ. Ơ chữ ơ này. Ơ thành chữ u phía sau. Nó gần giống chữ âu tiếng Việt nhưng cũng tương tự, những âm còn lại thì nó sẽ đọc dài hơn một xíu, có ù nhẹ phía sau này. Oh. 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 Show. So. Âm tiếp theo rất dễ, kết hợp hai âm cùng lúc ha. Air. 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 Hair, cái tóc này em đọc đi. Hair. Hair. Cái từ I đọc bình thường không? Có y nhẹ phía sau. I. I, I. my, I. my. My. Rồi âm cuối My. last one trong bảng diphthongs. Khi âm này nó là âm ao, nó gần giống âm ao tiếng Việt nhưng mọi người hay tưởng là âm ao nó gần giống thôi. Thực ra nó là ao, ù nhẹ phía sau cho cô nha. Ao, ao. Ow.
House, Ow. house. House. Thì kiểu, đó thì đây là những cái bảng nguyên âm đôi đó mà chúng ta đã hoàn thành xong. Vậy Hà Thùy hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoa Sơn Trà. Bây giờ cô nhờ bạn Hữu đi ha. Hữu sẽ đọc lại cho cô các bạn. Dạ, Give em us. nghe em Cô sẽ cho Hữu đó. Có cần sự hỗ trợ của cô hay là em chủ động đọc để xem mình nhớ tới đâu ha? em tự đọc nha cô. Ok. Ear, here, a way, tourist, oi, boy, show, air, hair, eyes, my, ow, house. Ok rồi, ở đây em có một cái âm này. Cái âm hồi em đọc một âm bị sai là cái từ âm ur, em đọc lại again âm này giúp cô ha. Ur. Ur. Ua, ua. Hồi nãy em đọc cái từ tourist, Chữ khi mình đọc hai một từ mình sẽ giảm âm xuống, mình không đọc là tourist mà là tourist, nhấn trọng âm đầu tiên và âm thứ hai em giảm xuống và hạ giọng cho cô xuống nha. Em đọc này từ này. Tourist. 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 Again. Đó, thì các bạn phải luyện tập cho cô những cái âm này cho tốt nha. Bây giờ cô sẽ thêm một bạn nữa. Đó, một bạn nữa đọc lại cho cô bạn IPA ở cái phần nguyên âm đôi. Đó, Phúc ha. Ừ, Phúc đọc đi, tự do đọc đi. Here, and one, two, tourists, I, boy, home, show, air, hair, I, my, our, house. Ok, good. Đó thì đây là cái bảng và nguyên âm mà các bạn có thể đọc tương đối ổn rồi. Bây giờ thêm một bạn nữa cuối cùng là Sĩ Khang này. Sĩ Khang sẽ đọc lại cho cô toàn bảng luôn ha. Và cả lớp sẽ cùng một lần nữa chúng ta review lại những cái vowels in English. Ok. Bạn nữ cuối cùng mới vô là question name tên gì ha? Hằng ha. Rồi, Hằng vô trễ một xíu thì có gì là cô sẽ gửi cái file recording ha, file ghi âm để em coi lại phần đầu ha. Em bị miss phần đầu. Rồi, chị Khang. Are you ready? Chị Khang bắt đầu cho cô âm đầu tiên nhé. Rồi, hai âm khá giống nhau. Cô nghe cái âm thứ hai mình đọc dứt khoát một xíu và nó thêm âm nó dứt khoát hơn này, nó không kéo dài. Dứt khoát và nó thêm âm nha, đọc again này. Ê. Ê. Feel. Feel. Ok. Ở lòng lòng ừ, good, good, oh, full. Mà chưa đủ dài. It's not long enough. Em đọc là u và chu môi lên. Dài hơn xíu. U. U. Oh, Food. full. Ừ. The air, bed. Our teacher. Bird. Em có thấy hai âm ơ của em giống nhau không? Nó không có sự khác biệt. Dạ Ok rồi, để sự khác biệt em để ý những cái âm có hai dấu chấm. Các bạn lưu ý những âm có hai dấu chấm thì là âm dài. Cái âm của đầu tiên không có hai dấu chấm thì là âm đọc nhẹ nhàng, dứt khoát. Nhẹ nhàng không cần phải căng miệng hết. Còn cái âm sau âm dài. Em thấy khác biệt. Can you say that again? Ok rồi. Bird. Bird. R, dog. Âm dài đủ dài rồi. Rồi, tiếp theo. Đặt vị trí này. E. Cat. Cat. E. Okay. Cat. R, R, far. Âm này tốt rồi. Up, on. Âm này thả lỏng nha. On. Đây, chuyển sang các cái nguyên âm đôi này. Ear. Here. A way or towards I boy rồi âm em để âm này boy boy em đọc chữ boy b chữ b này hơi thêm chữ p nha nó là boy not boy mình đọc hơi thêm chữ b một xíu em đọc lại à boy 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 show air, hair, I, my,
out, house. Thank you. Rồi cái bảng diphthongs em hoàn thành được, em đã nhận diện được các cái âm nguyên âm đôi rất là tốt. Đó, vì hôm nay chúng ta sẽ học về các cái vowels, cái nguyên âm trước. Thì buổi học sau thì chúng ta sẽ được cô hướng dẫn thêm về cái consonants, cái phụ âm sau nha. Thì về nhà cô giao nhiệm vụ các bạn sẽ đọc lại cho cô, học thuộc kỹ cho cô những cái nguyên âm đơn trong tiếng Anh. Ít nhất thì phải nhận diện được, nhìn vô, không cần phải mất bất kỳ một giây suy nghĩ nào, nhìn vô là phải đọc được âm này như thế nào. Tại đây chỉ là một cái phần nhỏ để mình phát âm được một từ. Thì trong một từ nó sẽ kết hợp rất nhiều nguyên âm phụ âm khác nhau. Thì đây là cái yếu tố cơ bản để chúng ta phải đọc phát âm tốt của một từ nha. Ngoài ra thì những bạn nào mà có thời gian thì về nhà mình có thể practice at home cho cô những cái cụm này. Trong sách mình có những cái mỗi một cái âm nguyên âm đúng không? Nó sẽ đưa ra những cái words, những cái từ phát âm của âm đó, và sẽ có những cái examples, những cái ví dụ vào những câu, thì mình sẽ tập đọc cái này cho cô. Và thì bữa sau có thời gian cô sẽ yêu cầu lớp mình tập đọc cái bạn này ha. Mình sẽ đọc, mình học cho cô đến các cái nguyên âm thôi. Thực ra đây là tất cả các nguyên âm này, 16 các cái âm mà mình mới học đó. Về nhà lớp mình nghe sẽ có cái file MP3, em phải nghe, chúng ta sẽ đọc theo, nghe trước và đọc theo, bắt chước theo giúp cô. Bây giờ mình di chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Em biết trong tiếng Anh thì đặc biệt là khi mình đọc các cái đoạn văn của phần part 1 á, hoặc là sau này khi mình giao tiếp bên ngoài, thì em biết những con số rất là quan trọng. Chúng ta không có nhiều thời gian, nhưng mà cô sẽ cho các bạn đọc những cái từ này, mình sẽ đọc để xem là mình có những cái lỗi nào chung thì các bạn sẽ sửa chung với nhau nha. Rồi, ở đây đầu tiên là những con số từ 1 tới 12 là những con số mà nó rất là dễ. Hy vọng em sẽ không có sai phát âm ha. Bây giờ cô nhờ bạn Hương Thảo mới online, Hương Thảo sẽ bật mic lên ha. Hương Thảo đọc cho cô những con số này, những con số rất đơn giản. Cả lớp sẽ cùng lắng nghe, cùng đọc luôn. Rồi, Hương Thảo sẽ cùng nghe và đọc theo với cô nha. Rồi, từ số 1 này. 1 1 2 2 3 3 ok, các bạn chú ý đối với những bạn nào ba, em lưu ý là cái âm này nó sẽ là, mình sẽ không đọc là tree, nếu là tree thì là cái cây đúng không? Mà cái âm này chúng ta chưa học đến, đây là một cái phụ âm mà em thấy cái này giống cái lưỡi không? Mình muốn đọc phát âm được âm này mình đặt lưỡi ra xíu này, em đặt lưỡi đây, put your tongue out, đặt xíu này, xong em thụt vô, em đọc chữ three, three, đặt lưỡi ra nha, xíu thôi. Khi mình thụt lưỡi vô, mình đặt chữ three, mình đọc là three là nó sẽ thành âm này ha, three. Hương Thảo, can you say that please? Three. 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 Okay. Three. Five. Good. Khá tốt rồi. Số 4 là four. Four. Five. Five. Điểm cuối nha. Tất cả lớp mình đều điểm cuối, không phải là five mà là five. Điểm cuối giúp cô này, five. Five. Six. Có một cuối, six. Six. Seven. Seven. Eight. Nine, có nhỉ? Nine. Ten. Ten. Eleven. Eleven. Twelve. Twelve. Đây là những con số của phần này. Bạn đọc khá tốt. Bây giờ cô nhờ bạn offline đọc từng con số này. Yến. It's your turn. Rồi, Yến đọc mà đọc theo cái tự luôn, không cần cô đọc nữa ha. Okay. Can you speak up please? Em đọc bao nhiêu không? Tại vì cô nghe được, cô mới sửa được ha. Okay, rồi bạn đọc tương đối ổn rồi. Bây giờ di chuyển tiếp này. Những con số tiếp theo. Cái điểm mà cô lưu ý ở đây là gì? Các bạn để ý cho cô khi mình đọc, tại sao gọi tuổi teen là mười mấy? Tuổi teen là mười mấy tuổi. Tuổi teen là sang hả? Biết là trên những 40 và là 50 vân vân. Và thì em để ý cho cô này, những số nào mà có từ teen, các bạn để trọng âm là âm số 2. Còn cái số nào thì cái từ T là trọng âm số 1. Nhiều bạn đâu biết đâu, đọc đại đúng không? Đọc đại nó dễ bị nhầm lẫn lắm. Giờ cô sẽ nhờ bạn nữ cưới Hằng nhé. Hằng sẽ đọc theo cô những cặp này. Chúng ta sẽ nhấn trọng âm số 2. Tất cả mọi người đều đọc nhưng mà đọc nhẹ nhàng. Còn em đọc to lên như cô nè. Rồi số 13 em đọc 13. Đọc to lên chữ nha, 13. 14 này, 14, come in please, 14, 15, 16, để ý S, tất cả lớp mình chú ý nốt lại của S đây nha, 16, 17, 18, 19, em thấy nhấn âm 2, ok, rồi tương đối ổn ha, rồi tiếp tục sang cặp tiếp theo này, Tú đọc, nhấn chặt âm số 1 nha, 30 này,
30. 30. Ok, rồi. Một số bạn giọng Mỹ thì từ chữ T đây mình chuyển chữ D được nha. Đọc cái thứ hai này. 30. Ok. 40. 40. 50. 50. Super. 50. 60. 70. 80. Cái thứ hai. 80. 90. Người Mỹ là 90. Ok, thì đây là những cái con số về hai mấy và ba mấy bốn mấy nha, chúng ta tham khảo thêm. Thì cô nhắc lại chúng ta again là ngữ này. Số mười mấy các bạn nhấn trọng âm số 2. Số mấy chục á, thì nhấn trọng âm đầu tiên. Thế bây giờ mình ăn người ta gọi là cái stress, cái trọng âm. Về trọng âm khi mình đặt cái dấu phẩy trọng âm trước cái âm nhấn thì những âm nào nhấn các bạn sẽ đọc cao hơn này, dài hơn và mạnh hơn. Còn những cái thường chúng ta hay thêm dấu sắc một cách tự nhiên. Còn nếu cái âm nào mà không nhấn thì mình thường đọc dấu gì đây, dấu huyền hoặc dấu nặng. Ví dụ tiếng Anh mình đọc sao? Thái. Tiếng Anh in English. Ok rồi, tiếng Anh mình đọc là English. Cái từ e nhấn trọng âm, dấu sắc nhẹ nhàng. Âm cuối sao? English. Dạ, xuống huyền nặng. English. English, thấy không? Đó nha. Thì xin nếu mình học tiếng Anh một từ mà em đọc ngang về chứ. Em đọc ngang quá thì nó sẽ không có cái intonation, cái ngữ điệu mà khi mình nói trong câu. Và cái bước đầu tiên làm sao để cái câu của mình nó sẽ hay, đó là cái bước đầu tiên khi học, khi đọc học từ nha. Từ là một cái tế bào của cả câu, nó là một cái yếu tố đơn vị. Vậy cái từ đó em phải đọc đúng chuẩn. Một là đúng chuẩn đến nguyên âm phụ âm. Nguyên âm phụ âm thì nó liên quan đến cái bảng gì đây? Cái bảng IPA mà đầu giờ cô dạy lớp mình đó, là đọc chuẩn nguyên âm phụ âm. Là cái bảng này. Yếu tố thứ hai để một từ hay đó là cái trọng âm. Vậy khi em đọc em phải click vô cái loa từ điển ăn. Click vô và đọc theo cho cô cái trọng âm làm sao nó bị hay. Nó phải có điểm nhấn cụ thể đó nè. Bây giờ mình di chuyển sang một số cái từ tiếp theo. Ví dụ nói về ngày tháng năm trong cuộc sống hay là trong đi làm hay là nói về trong đề thì mình sẽ gặp rất nhiều. Để cô muốn các bạn đọc đúng chuẩn những từ cơ bản nè. Giờ cô nhờ một bạn online. Bạn Thủ Khang mới vô ha. Thủ Khang đọc giùm cô những từ này. Cả lớp lắng nghe xem bạn đọc thế nào nhé. Alo. Ok. Alo, cô nghe không? Cô nghe rất rõ. Hãy so clear. Để em đọc cho cô. Okay, begin. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Ok. Good pronunciation. Phát âm của em khá là tốt. Dễ nghe ha. Rồi. Vậy thì... cô thấy bạn Khang thì đọc rất là chuẩn rồi, cô cũng không có gì để sửa nên cô sẽ thêm một bạn nữa nha. One more. Cô nhờ bạn thứ hai là bạn Hương Thảo nha. Mình sẽ theo thứ tự Hương Thảo này, đọc lại cho cô. 7 ngày trong tuần. Monday, Tuesday, Wednesday. Stop a little bit. Em dừng xíu này. Cái từ Tuesday, em để ý là có vẻ cô nghe không thấy nha. Nên là các bạn nốt lại để ý từ này. Tuesday. Có nhẹ thế dạng ở phía giữa. Em đọc lại giùm cô từ này. Tuesday. Tuesday. Chúng ta đừng đọc chữ tiêu. Trong tiếng Anh nó không biết tờ. Nó hơi khác vậy. Em hiểu không? Người Việt mình có cái tờ đúng không? Đây là một cái phụ âm rất dễ nhầm lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Anh của mình nó sẽ không biết tờ. Nó sẽ hai răng em chạm vô. Em đọc này. Tuesday. Tuesday. Ok, rồi. Tiếp tục. For ngày thứ 4. Wednesday. Cả lớp để ý này, mình không đọc là web nha. Anh thì ta không có chữ D, chữ D này, chữ D câm. Nó là Wednesday. Anh đọc đi. Wednesday. Wednesday. Good. Ok, rồi. Ngày thứ 5, 5. Thursday. 6. Friday. 7. 7. Saturday. And chủ nhật. Là gì? Sunday. Sunday, được chưa? Đó thì đây là những cái ngày trong tuần mà chúng ta là tương đối ổn khi cô sửa cho các bạn cả lớp cố gắng chú ý. Nên một bạn offline đọc nhanh cho cô những từ này. Bạn mới vô là what's your name? Tên gì? Hân ở ok. Sit down please. Em cứ ngồi xuống đi, không cần phải đứng lên lắm để mất thời gian. Em đọc nhanh cho cô những ngày trong tuần. Ok, good job. Rồi bây giờ di chuyển sang những cái tháng trong năm này. Những cái tháng trong năm thì em thấy là từ tháng 1 tới tháng 12. Thì những cái tháng trong năm mình sẽ gặp được khá là nhiều trong đề luôn. Thì bây giờ cô nhờ một bạn online để đọc trước. Là Thảo Uyên. Thảo Uyên sẽ đọc cho cô. Cô sẽ đọc tự do nha. Hay là cô hướng dẫn trước. Thảo Uyên có cần sự cô hướng dẫn không? Dạ em đọc tự do. Rồi ok em đọc đi.
January, February, March, April. Okay, April. Bây giờ nó có một số điểm chắc có cô hướng dẫn hơn nha, để tránh hợp những cái lỗi sai mình đọc lại đọc sai sai thêm lần nữa thì nó lại không tốt. Rồi cả lớp tất cả mọi người đều nghe và đọc. Ở Uyên thì đọc to, những bạn còn lại đọc chế độ nhậm ha. Cái từ đầu tiên để phát âm này. January. 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 Okay, rồi again này. Đọc nhanh hơn xíu ha. January. January. Ở cách để chúng ta nhớ phát âm nó tốt thì về nhà cứ đọc cho cô 10, 20 again and again nhiều lần thì yên tâm là sau này nhìn vô nó. Đâu cần nhìn phát âm đâu. Bước đầu mình chưa biết đọc kệ tốt thì mình phải nhìn vô phát âm để có sự hỗ trợ thôi. Còn sau này thì tốt rồi, nhìn vô là phản xạ ra thôi, giống tiếng Việt. Rồi từ thứ hai để ý hơi khó này. Cô đọc chậm, phiên bản chậm trước để mình nghe rõ, sau đó cô chuyển sang phiên bản nhanh hơn ha. Rồi đầu tiên này. February. 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 Again. February. February. Ok, tạm được ha. Rồi, cái từ tháng 3, em để cái âm nguyên âm R, March. March. March là tháng 3 đó. Tháng 4 thì April. April. Tháng 5, May. May. Tháng 6, June. June. Tháng 7 này, July. July. Tháng 8, nhấn âm 1, âm O cho này. August. 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 Tháng 9 này, nhấn âm 2 này. Không nhấn, mình sẽ đọc nhẹ nhàng và huyền nha. September. 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 Tháng 10 này, October. 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 Cái âm này khi mà học phổ thông có hay các bạn hay chọc đùa thì em ốc châu bò thôi. Cái từ này mình đọc là October. Rồi, tháng 11, November. November. Và the last one, December. December. Ok, good. Đó thì đây là những cái phát âm cổ thái nha. Về một bạn offline, cô nhờ Tú đi. Ok, không sao đâu, nếu sai con sửa rồi, từ đầu tiên. Oh no, not good, không được rồi. Em để ý cái âm đầu tiên này. January. Cô đọc chậm nha, em đọc. Cái phiên bản đầu tiên đọc chậm. Tại vì nếu mọi người mà kiểu như mình chưa đọc tốt mà mình cứ đọc nhanh lắm là như thôi, nó không được. Phiên bản chậm, đọc rồi cái mình tăng tốc từ từ lên. Again này, January. Rồi đó, thì về nhà tuyển cho cô nhiều lần sai chứ cô từ điển ăn lắm. Cô sẽ gửi vào group lớp mình ha, khóa học của mình sẽ có group lớp. Thì sau cô sẽ share những cái em sẽ ghi âm bằng cái file nào, cô sẽ gửi cái link ghi âm online, từ điển online để mình share cho nó dễ. Rồi âm thứ hai, từ thứ hai này, tháng 2, February. Again, cô nghe cho rõ đọc to ha. February. Tháng 3, March. April. July, August, September, October. Nhấn âm mùa 2. Âm đầu tiên phải giảm nhé. Không phải off mà là off. Nặng nặng ha. October. Tại vì biết sao cái điểm nhấn mình phải lên mạnh. Thì những cái xung quanh, những vệ tinh xung quanh phải giảm âm. Thì âm nhấn nó mới nổi bật được. Còn nếu cái gì mình cũng lên hết thì biết thôi, không có gì là trọng âm đúng không? Again này. October. Next. November. And. December. Ok, rồi. Ở về nhà luyện nha. Những cái này cô sẽ gửi vào group lớp mình nha. Những cái hình ảnh này về nhà em sẽ luyện tập thêm. Rồi, bây giờ số thứ tự. Hồi nãy số đếm. Cái số thứ tự nó thường đóng vai trò là một là tính từ. Hai đóng vai trò là tính từ. Ví dụ nó là người đầu tiên là gì? The first one. Người thứ hai, the second one. Đấy, các số đếm này á, nó khác số thứ tự là số đếm nó thường xài với vai trò tính từ. Và đặc biệt khi mình sử dụng trong ngày. À, ngày và tháng, ngày bao nhiêu, ngày 1 tháng 5, ngày 2 tháng 5 cái kiểu thì mình cũng xài số thứ tự chứ mình không xài số đếm 1 2 3 1 2 3. Rồi bây giờ cô nhờ một bạn online Hà Linh ha. Hà Linh sẽ đọc cho cô 10 số này. Mình phải kiểm tra phát âm để đọc theo. Dạ. First, second, third, fourth, fifth, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bạn có hai cái small mistakes ở đây. Cái đầu tiên là cái từ này cô quên là cô nghe là cái từ đầu tiên của mình là cái từ fifth hay là từ fourth thì phải em đọc lại cho hai từ này. Cô nhớ một âm bị sai mà không cho cô quên là âm nào. Anh đọc lại số 4 coi. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Rồi một cái bên này mình có một cái âm là âm six. Em quên có s, em không có s. Nó là six. 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 Vậy cái âm lưỡi em đặt lưỡi ra đây.
Vậy thì ở đây có một cái điều đặc biệt trong cái bảng các số thứ tự đó là gì em? 1, 2 và 3 để ghi ký tự, họ ghi tắt này. S, T là cái tắt của hai cái âm cuối đúng không? Hai ký tự cuối. Hay là N, G là ngày mùng 2 đó. N, G là hai ký tự này. Ngày mùng 3 là R, G là hai cái từ cuối cùng. Còn tất cả những cái số từ số 4, số ký tự từ 4 tới sau thì mình sẽ xài cái T, A, cái T, H ở cuối. Mình đọc là 4, 5, 6. À, mình đặt nhẹ nhàng phía sau là được rồi. Ok. Ở đây về nhà luyện tập thêm cho cô những âm này nhé. Cũng không quá khó đâu. À, những số 11, 12, 13, 15, 16 vân vân. Thì thực ra 11, 12 thì cũng vậy thôi. Tuy nhiên các bạn chú ý ngày. Ngày thứ 20, ngày thứ 30 đến ngày thứ 90 thì đặc biệt này. Mình không có đọc là 20, mình nói 20 earth. Mình thêm chữ earth phía sau này. Cả lớp cùng đọc với cô nha. À, Thái thì đọc to với cô này. Còn tất cả những bạn đọc chế độ. Thôi tất cả đều đọc to luôn đi em. Cô nghe luôn ha. Rồi số 20 này. 20 earth. Again, 20 earth. 30 earth. Vậy tương tự 40. 40 earth. 50. 50 earth. Ở cả lớp chú ý nha. Vậy thì khi mình đọc ngày 20, 30, 40 thì sao có từ earth. Earth ở phía sau nhẹ nhàng. Vậy thôi. À, thì bây giờ mình mở sách giáo trình. Giờ cô sẽ sang nội dung của cuốn sách Choice Speaking Book. Cuốn sách này á, thì nội dung đầu tiên mình sẽ học những số thứ tự viết tắt. Giả sử họ yêu cầu mình đọc một bài văn mẫu, nó có những cái ký tự này, thì mình phải biết là nó đọc như thế nào. À, bây giờ cô sẽ cho chúng ta nghe trước. Cả lớp sẽ listen first, lắng nghe trước, và các bạn sẽ đọc theo nha. À, sẽ read along, đọc theo luôn cùng với file nghe và đọc ở chế độ nhậm giúp cô. Toàn bộ cái file nghe này cô sẽ share vào trong group lớp mình. À, thì các bạn sẽ tải về ngay sau khi mình đóng phí mình vô group đó. À, mình sẽ tải về càng sớm càng tốt để mình luyện tập sớm luôn. Rồi, phần nghe đầu tiên. Các bạn online nó nghe có gặp vấn đề gì thì báo cho cô biết nha. The main vowel sounds of American English. Number one, E. Percent. Percent. Dollar. Dollar. Celsius. Celsius. Fahrenheit. Fahrenheit. AM. AM. PM. PM. Lane. Lane. Number. Number. Extension. Extension. Avenue. Avenue. Street. Street. Doctor. Doctor. Company. Company. At. At. Dot com. Dot com. www. www. Đó thì đây là những cái phần mà chúng ta sẽ học từ viết tắt. Bây giờ cô có nhiều bạn đọc nha. À, thực ra bạn nào cái tập tài liệu học thử của em nó có sách có đấy. Các bạn lấy tập tài liệu học thử đi em. Cái tập tài liệu học thử các bạn được phát free đó ở trang Play Store trang số 4 đó. Không có cái tập sách trong sách giáo trình của em á, trong sách trang số 4. Có cái này. Có không? Có mà. Ờ, trong sách có. Thì một số bạn học thử cũng có cái tập tài liệu có không em? À, không có rồi. Ok, vậy chúng ta tạm thời nhìn lên màn hình giúp cô nha. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một bạn đọc online trước này. Cô nhờ bạn Sơn Trà. Chúng ta sẽ cùng nghe Sơn Trà và cùng đọc với bạn nha. Sơn Trà đọc trước. À, sau khi đọc xong từ đó em dịch nghĩa cho cô xem là em biết nghĩa của nó là gì không nha. Ok. Sơn Trà. Số 11 hả cô? À, không, số 1. Em số 1 trên number 1 first. Số 1 trên. À, dạ. Yeah. Percent. Là gì em? Là phần trăm. Dạ, phần trăm. Số cái dễ quá thì thôi khỏi thì cũng được rồi. À, đô la. Dạ. Yeah. Dollar. Ok, dollar, very good. Rồi, độ C. Celsius. Celsius, very good. À, độ F. Fahrenheit. Fahrenheit. Em để ý phát âm này. Fahrenheit. Thấy không? À. Dạ. Yeah. Fahrenheit. À, cái số AM là buổi sáng, morning, và PM là evening, lớp mình chú ý là năm 2. Ngày xưa thì mình không biết thì mình đọc là AM, PM đúng không? Thực ra nó là nhấn âm trọng số 2, mình đọc là PM, mình sẽ nhấn âm 2 nhiều hơn. Và AM, ok, rồi em đọc này, AM. AM. PM. PM. Lane là làn đường. Lane.
số number số điện thoại nội bộ trong công ty ấy. Em nhìn phát âm này extension và số ở đây là cái đại lộ nhé, nó là một cái con đường đại lộ ha. Avenue avenue cái điểm khác biệt giữa